Khánh Duy xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp và kênh YouTube Chuyện Làng Ngọng thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục đến với tập 167 của bộ truyện dài tập Ngược Về Mây Chiều, tác giả Nguyệt Quan, qua giọng đọc thể hiện Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate ủng hộ động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ quan tâm của quý vị, Khánh Duy xin cảm ơn. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục đến với tập 167 Ngược Về Mây Chiều ngay sau đây. Tiếp theo phần trước, lại nói lúc bấy giờ, Giang Bân mặt mày hớn hở đi vào trong Trương phủ. Trương Mậu vội tươi cười nghênh đón, cầm tay của gã vào sảnh, cười nói: "Biểu đệ, đã vài hôm không tới rồi." Giang Bân vừa mới tới quý phủ Vương Chí, con rể Vương Chí mắc tội mưu nghịch bị chạm đầu, sợ tới mức cái tên sứ bệ này an phận đi rất nhiều. Sau khi đón nữ nhi về nhà, mấy ngày nay cũng không dám xuất môn. Vừa thấy du kích Bá Châu đến nhà, hắn ta cho rằng triều đình đã đổi ý, lập tức bị dọa đến sắc mặt tái nhợt. Cho đến khi Giang Bân chất lễ vật đa dạng, thẳng thắn muốn nạp nữ nhi của hắn làm thiếp, Vương Chí lúc này mới đổi sợ thành vui. Nữ nhi chẳng những đã từng gả đi, hơn nữa còn là gia quyến của phản nghịch, đời này xem như đã xong. Hiện giờ được đường đường du kích tướng quân vừa ý, có thể làm thị thiếp cho ông ta, leo lên làm thân thích, như vậy cầu còn không được nữa là. Vương Chí không nói nhiều lời, mở miệng đáp ứng ngay. Hai người đã thương lượng xong ngày nghênh đón qua cửa, Giang Bân liền đến chỗ của Trương Mậu, gã cười hì hì nói: "Vừa mới tiếp nhận quân đội, công vụ khá là bận mà. À, đại ca, hôm nay huynh đệ đến là có chuyện muốn nhờ đây." Trương Mậu cười ha hả nói: "Không phải khách khí, chúng ta là ai chứ? Có chuyện cứ việc nói đi, chỉ cần đại ca có thể giúp cho đệ." Giang Bân ngồi trong phòng khách khảo hoa xa xỉ, nhìn chăm chăm tiểu nha hoàn dâng trà lên, 12-13 tuổi, thân hình là lướt, trắng ngần xinh đẹp. Mặc dù không xinh đẹp bằng Vương Mãn Đường, nhưng lại có một vẻ tươi mát khác biệt. Trong phủ của biểu ca, ngay cả nha hoàn dâng trà cũng là mỹ nhân. Giang Bân cực kỳ hâm mộ, thở phào một cái, dựa vào ghế, nhấc chân bắt chéo nói: "Đại ca, huynh đệ cũng đã hơn 20 rồi, còn chưa có cưới vợ. Hai ngày trước chọn được một gia đình, đã từng gả cho người ta. Có điều dáng vẻ kia, huynh đệ nhìn rất là vừa mắt à. Hôm nay đã thương lượng xong với cha nàng ta rồi, muốn nạp nàng ta làm thiếp. Huynh cũng biết đấy, đệ ở trong binh doanh không thể có nữ nhân được, phải an cư ở trong thành. Nhưng đệ mới đến Bá Châu, ngoài ra có tiền thì thuận tay tiêu cả, cũng không có rảnh rỗi." "À, hóa ra là chuyện này à, không phải chuyện lớn gì cả." Trương Mậu không cho là đúng nói: "Nhà của huynh có tới vài trăm phòng, có điều nếu đệ muốn tự tại một chút, ca ca mua cho đệ một căn ngoài thành." Giang Bân mừng rỡ, cười ha hà nói: "Vậy đa tạ đại ca, mua một căn nhà riêng thì được rồi, dù sao cả ngày đệ cũng không ở nhà mà." Trương Mậu nói: "Vậy sao được chứ, đệ là huynh đệ của Trương Mậu ta, lại là đường đường du kích Bá Châu, làm sao có thể keo kiệt vậy chứ? Đại địa chủ Bá Châu Vương Tính Sương đang muốn bán nhà đấy, huynh mua lại nó. Đệ là du kích Bá Châu, tương lai phải lấy vợ sinh con ở đây. Lần này đại ca tặng lễ vật cho đệ trước đi." Giang Bân nhấc nắp trà đang định uống, vừa nghe lên mừng rỡ vội nói: "Biểu ca, huynh thật mạnh tay mà, cả một tòa nhà to như vậy huynh đệ nhận cũng thấy hổ thẹn mà." Trương Mậu gia tài hàng tỷ bạc, không để ý chút tiền ấy. Hơn nữa, ông ta làm người hào sảng trượng nghĩa, biểu đệ của mình ông ta cũng không có gì không thể bỏ được. Và lại biểu đệ này lại là du kích Bá Châu, trong quan trường cũng là nhân vật phải nịnh bợ, sao có thể keo kiệt được. Nếu tặng thì phải tặng lễ vật mà cả đời này gã cũng không thể quên được. Trương Mậu cười ha nói: "Không sao không sao, Vương Tính Sương ở đời cha làm ra tiền phi nghĩa, thành nhà giàu mới nổi, cái tên thiếu hiểu biết chưa từng thấy quá sự đời. Trong nhà tuy rằng có lầu cao viện lớn, nhưng có chút thô tục. Đợi khi huynh mua rồi, đệ cứ ở tạm trước đi, đợi khi thời tiết đã mát rồi lại bảo người tu sửa thiết kế cho đệ một chút." Giang Bân cảm kích sâu sắc, vội buông chén ôm quyền mà nói: "Đa tạ đại ca, vậy nhà của Vương tài chủ ở đâu vậy?" Trương Mậu cười nói: "Không xa không xa, cách đường lớn Phú Quý ở phía trước kia, căn nhà lớn nhất trong ngõ đông đấy." Giang Bân chợt nói:
đại ca nói là vương mất mặt kia à? Chư tướng trong quân đón gió tẩy trần cho tiểu đệ, chính là bài yến trong tiểu lâu ngõ đông, cửa sổ phía từng phái vừa mới mở, phía dưới chính là đại viện của vương gia. Tòa trạch viện đó cũng không nhỏ, tuy không thể sánh được với đại ca, thế nhưng trong thành Bá Châu cũng là số 1 số 2 đấy. Sao, vương mất mặt ư? Trương Mậu tuy là người địa phương, hơn nữa là đạo tặc, có điều phú thân trong thành Bá Châu, ông ta lại không có ý đồ, cho nên cũng không chú ý đến chuyện nhà của vương gia. Biệt hiệu này cũng là nghe nói lần đầu. Giang Bân cười dài nói, à đúng vậy, tiểu đệ nghe đồng đội trong quân nói vậy đấy, vương viên ngoại không có kiến thức gì cả, lại thích học đòi phong nhã. Ông chủ này năm trước vào kinh một chuyến, lại mở to mắt ra nhìn, chuyện này mọi người trên phố ai cũng biết cả. Người này nghe nói có thú vui trên Nam Phong, mà chỉ đạt quan quý nhân thì mới chơi, nên mới đi đến ký viện tướng công, muốn nếm thử tư vị của đạt quan quý nhân. Kết quả là bị một tên chân dê ra vẻ khách làng chơi chơi xó, rõ ràng là 100 lượng thì có thể ngủ lại một đêm rồi. Ông ta bao cả tướng công phủ lại phải tốn mất cả 3.000 lượng. Vương viên ngoại leo lên giường và tích tiền, càng nghĩ càng cảm thấy không đáng. Ở Bá Châu chơi kỹ nữ chỉ có 20 lượng, còn thỏ ở kinh sư thôi mà lại mắc đến vậy hay sao? Ông ta không cam tâm, liền vừa dứt tiền vừa mắng rằng 10 lượng, 20 lượng, đây con mẹ nó là 30 lượng. Người nạm vàng à, khảm bạc sao? 67, 68 lượng, đưa vào đâu mà ngươi trị giá 3.000 lượng chứ? 101, 120, già già tao ăn đức quá mà. Giang Bân vảnh chân bắt chéo, vừa nói, vừa lấy nắp gõ gõ mép chén trà. Tang tình cách tang tình, tinh tinh tách cách tang. Bốn thị nữ xinh đẹp hầu hạ trong phòng khách đều đỏ bừng cả mặt, rối rít quay mặt đi che miệng cười khanh khách. Giang Bân lại đột nhiên ngừng nói, liếc nhìn Trương Mộng một cái, thu lại nụ cười nói. Đại ca, có tâm sự gì sao? Cười miễn cưỡng như vậy cũng không giống như tác phong của huynh đâu. Trương Mộng quả thật có tâm sự, Trương Trung chết rồi, thiếu đi một chỗ dựa lớn, sau này làm việc nhiều chuyện không tiện. Còn có vị Hà Gian Phủ viên tham tướng kia nữa, người đó và ông ta đã nhìn thấy mặt nhau, nhận ra được tướng mạo của ông ta. Trương Trung vừa chết, y có tới đây sinh sự không đây? Tuy nói thời gian qua đi, cảnh vật thay đổi, tất cả chứng cứ cũng không còn nữa. Vị tham tướng kia là quan bắt trộm mà, không thể vừa làm nhân chứng vừa làm quan binh, cho dù tới cũng không làm gì được mình. Nhưng việc này một khi phô trương ra ngoài, khiến người khác chú ý, sau này vụ làm ăn này cũng không thể làm được nữa rồi. Bản thân là trộm lén, không phải là sơn tặc, thân phận bại lộ còn gây án thế nào được nữa đây? Nếu di rời địa điểm, mạng lưới ân tình, mạng lưới quan hệ, khổ tâm kinh doanh gây dựng nhiều năm ở đây, phải làm sao bây giờ? Gia nghiệp lớn như vậy, sao có thể nói rời là rời được? Trong lòng Trương Mậu có ý nghĩ muốn mang theo một số tiền lớn đến Hà Gian Phủ ra tay, tốt nhất là triệt để giấu nhẹm chuyện của viên tham tướng kia. Ở Bá Châu này, mặc kệ ai làm quan, cái mà mình có là tiền, có thể từ từ mà kết giao. Trong lòng của ông ta suy nghĩ rối ren, dần dần cũng không chú ý nữa. Không ngờ Giang Bân nhìn rất thô lỗ, nhưng lại bị gã nhìn ra. Trương Mậu cả kinh, vội vàng nói. Còn không phải là về chuyện của Trương Công Công hay sao? Đệ cũng biết đấy, đại ca làm kinh doanh vụn vặt, có khi còn lén lút vi phạm lệnh cấm gì đó, lén lút thiếu chút tiền thuế. Việc này có nhà hào môn, đại phú nào mà không làm như vậy cơ chứ? Nhưng trong quan trường phải có người bao che cho huynh mới làm được nha. Bá Châu ai lớn nhất đây? Chính là Trương Trung ấy. Vì kết giao với Trương Trung, đại ca đã tốn một số bạc khá lớn. Miệng của ông ta lớn, đệ cũng không phải không biết mà. Đáng tiếc, năm ngoái còn tặng cho ông ta hai dương kim châu ngọc báo, bây giờ ông ta chết rồi, gà bay trứng vỡ mà. Giang Bân vừa nghe cười đùa ha hả, lại nghĩ tới hai dương kim châu ngọc báo, không khỏi lại có chút đau lòng. Đại ca khẳng khái hào phóng, bản thân mình là thiếp còn tặng cho mình một tài lễ như vậy, nếu không có qua lại mới tọa lòng nhau thì là không phải. Tuy nói quốc công gia nghiêm khắc cẩn mật, có điều Trương Mậu không phải là người ngoài, đó là huynh trưởng của mình, hơn nữa không phải người trong quan phủ, lộ ra chút tin tức cho huynh ấy, dặn huynh ấy giữ bí mật cũng không có trở ngại gì lớn. Nghĩ đến đây, Giang Bân đứng dậy tiến đến bên tai của Trương Mậu bí mật nói, đại ca yên tâm, Trương Trung chưa có chết đâu. Cái gì? Trương Mậu cả kinh, tuôn một thân mồ hôi lạnh, hai con mắt đột ngột lồi ra. Giang Bân một phen che miệng ông ta lại, nhìn trái nhìn phải, hạ thấp giọng mà nói, đại ca, đây là bí mật lớn, huynh là huynh đệ ruột thịt của đệ, đệ mới nói cho huynh nghe, nhưng đừng bao giờ nói toạc ra, việc này là kế sách của quốc công gia. Trương Trung đến Cố An rồi. Sắc mặt Trương Mậu thay đổi mấy lần, Giang Bân dứt lời lại dặn dò, ông ta chưa chết, khoản tiền vẫn được tính, huống chi còn có lão đệ đây, đợi đến khi Trương Trung công khai xuất hiện, đệ thay mặt huynh nói với quốc công gia đòi lại tài báo là được rồi. Có điều bây giờ còn chưa phải thời điểm công khai,
đại ca ngàn vạn lần đừng có lộ ra ngoài. Đệ nói cho huynh nghe là để huynh tạm thời an tâm thôi. Trương Mậu liên tục gật đầu, mặt đầy vẻ tươi cười nói: Đã tạo huynh đệ, vậy đại ca liền yên tâm rồi, yên tâm rồi. Vừa nói, trong mắt hổ của hắn lại xẹt qua một tia hàn quang làm người ta rất run. Giang Bân ghé vào bên tai của hắn ta nói chuyện lại không hề phát hiện. Trương đại ca, sao ngươi lại tới đây? Lại nói lúc bấy giờ, Lưu Sủng mặc áo choàng da dê vội vàng ra đón. Sân viện y rất lớn, nhà ngói ba dãy gạch lớn, ở đây được xem như là nhà giàu có, lấy kinh doanh ngựa mà sống. Đương nhiên, đây chỉ là sự công khai thân phận của y. Trên thực tế, Lưu Sủng chính là một trong thủ lĩnh của bọn trộm cướp ở Bá Châu, được Trương Mậu bái lại kết nghĩa anh em. Trương Mậu đem ngựa dắt vào sân, vừa dắt dê lên trên cây cột, thần sắc vừa khẩn trương nói: Đi, chúng ta vào nhà bàn tiếp. Vừa vào cửa, liền ngửi thấy một mùi thơm nồng nặc. Lưu Thần và Lưu Huệ, Phong Lôi cùng đám huynh đệ khoanh chân ngồi trên giường gạch đang ăn lẩu. Đồ nấu trong lồi chính là thịt chó, tục ngữ nói: Thịt chó sôi sùng sục, thần viên đứng không yên. Thịt chó cuộn theo nước sôi, hương vị đúng là hương thơm xông vào mũi. Lưu Thần đứng hàng thứ 7 là em trai của Lưu Sủng, dân bản xứ lấy thứ hạng mà xưng hô, gọi bọn họ là Lưu Lục, Lưu Thất. Lưu Thất uống đến mặt đỏ tai hồng, nhìn thấy Trương Mậu đến, cười hì hì, lê mũi dày dưới đất cười to mà nói: Mũi của Mậu ca đủ dài, tới thật đúng lúc ca, mau lên đây ăn thịt chó nào, rồi uống chút thiêu giao tử hào hạng. Chỉ tiếc cho ta đây không có đàn bà cho ngươi thôi. Nhất thắc nhị hoàng, tam hoa tứ bạch, đây chính là thịt chó đen vừa tròn một tuổi, ăn ngon miệng nhất đấy, sướng cái mồm. Đám người Phong Lôi hoặc ngồi hoặc đứng, mặt cũng cười chào, đến thi lễ mà nói: Tham kiến đại ca. Trương Mậu vừa thấy tất cả đều là người của băng cướp đường bên ta, lúc này mới yên tâm mà hừ một tiếng nói: Thịt chó không vừa ăn, hôm nay ta đến báo cho các ngươi một tiếng, việc xấu phát sinh rồi, sớm mà có chuẩn bị, nếu không chúng ta sẽ biến thành thịt chó để cho người ta hấp ăn rồi. Lưu Lục chấn động, mấy người khác đang say cũng lập tức tỉnh lại, vừa vàng dừng đũa nhìn về hướng Trương Mậu. Trương Mậu cởi áo ra, ngồi xuống bên giường, lên dùng lửa hơ hai bàn tay lạnh như băng, than dài giọng điệu nói: Mấy vị ca ca, Trương Trung rơi vào tay Uy Quốc Công Dương Lăng, chúng ta phải cẩn thận một chút. Phong Lôi ngạc nhiên nói: Trương Trung ư? Gã không phải là bị gạch đại tướng quân cứu mạng, thế nhưng không cứu được, đã chết rồi hay sao? Phong Lôi tuổi chừng 30 tuổi, lông mày thô, mắt to, mũi thẳng, miệng vuông, hai má lộ ra màu đỏ khỏe mạnh, để râu cá chê. Y cũng là anh em kết nghĩa của Trương Mậu, công khai thân phận là tiểu địa chủ có vài chục mẫu đất vườn, người này không sở trường tâm kế, cho nên ở trong bang bọn cướp đường địa vị không cao không thấp. Tuy nhiên luận võ công cũng là gần với Trương Mậu đệ nhất cao thủ, thân với huynh đệ Lưu Thị thủ lĩnh còn cao hơn một bậc. Mà cái gì là gạch đại tướng quân chứ? Đó là huynh đệ của ta, biểu đệ ruột của ta, Giang Bân. Trương Mậu bất mãn trừng mắt nhìn hắn: Ta lúc ấy còn buồn bực, biểu đệ dũng mãnh không thua gì ta, nhưng thế nào để đám dân chúng khiêng quốc từ tay hắn đoạt mất Trương Trung? Ta còn tưởng rằng là hắn mới tới bản địa, không dám ngang nhiên ra tay độc ác đối với dân chúng chứ. Mẹ nó chứ, hóa ra là trò đùa của Uy Quốc Công, để kế thay mật đổi đao, người chết căn bản không phải là Trương Trung, gã hiện tại đang sống sờ sờ trong tay Dương Lăng kìa. Trương Mậu đem tin tức Giang Bân lộ ra từ đầu chí cuối nói một lần, vài người nghe xong ngơ ngác. Chần chừ một lúc lâu sau, Lưu Thất mới nói: Mậu ca, Trương Trung lại biết nội tình của huynh đệ chúng ta, chuyện này quá lộ liễu, chi bằng chúng ta bỏ trốn mất dạng cho xong. Trương Mậu cắn răng nói: Đặt mua phần gia nghiệp này dễ dàng hay sao? Giao hảo nhiều quan lại như vậy, mất bao nhiêu tiền đây? Đi xa tha hương, hết thảy đều phải bắt đầu lại từ đầu, chẳng lẽ vào rừng làm cướp hay sao? Phong Lôi hai mắt sáng người nói: Chuyện này cũng được nha, vào nhà cướp của, chén rượu lớn, miếng thịt lớn, sảng khoái nhất rồi. Dương Hổ đại ca không phải là đi Sơn Đông hay sao? Nghe nói đã thu phục được mấy đạo nhân mã rồi. Hiện tại lan lộn phát triển nhanh chóng, nếu không chúng ta đi theo y đi. Trương Mậu không biết nên khóc hay nên cười mà nói: Một đám rác rưởi, làm sao lại nghĩ tới trốn như vậy? Ta đến thông báo các ngươi một tiếng là muốn các ngươi những ngày này rời nhà tránh nạn. Nếu là thật bị tiết lộ tin tức rồi, đi cũng không muốn. Đây không phải vẫn chưa lại đuôi đó hay sao? Các ngươi gấp gì chứ? Y trầm ngâm trong chốc lát rồi nói: Trương Trung ở trong tay Dương Lăng mấy ngày rồi, nếu hắn thú nhận chúng ta, Dương Lăng đã sớm tới cửa bắt người rồi. Hiện giờ không hề có động tĩnh gì cả, nói rõ Trương Trung cũng không có khai ra. Ta nghĩ chúng ta vẫn có thể yên lặng theo dõi được, không phải chuyện bắt buộc, không thể hành động thiếu suy nghĩ được. Đi ăn nhờ ở đâu, nào có tự mình lo liệu được đây. Dương Hổ
mặc dù giao hảo với chúng ta đấy, nhưng gã là Lục Lâm, còn chúng ta là Hắc Đạo, dù gì cũng không phải là huynh đệ đồng nguyên. Lưu Lục khoát tay nói, Đầu Đen, ngươi đi cửa thôn xem xét, chúng ta cùng Mậu Ca thảo luận một chút nào. Trương Mậu nói, không cần, cửa thôn ta để lại người rồi, thông báo cho những huynh đệ từng lộ mặt trước Trương Trung lập tức rời nhà tránh đầu sóng ngọn gió. Ta còn phải về gấp Bá Châu. Trương Trung không nói ra lai lịch của chúng ta, sợ chính là đang có tâm tư kìa, hy vọng chúng ta đi cứu gã. Bước chân vào giang hồ, chữ nghĩa đi trước. Gã đã có ý, ta Trương Mậu cũng không thể để cho gã thiệt thòi. Phong Lôi khẩn trương nói, đại ca, giết người dễ dàng, cứu người khó. Gã lúc trước giao hảo với ngươi, còn không phải ngươi dùng số bạc lớn nuôi dưỡng đấy sao? Gã có thể không hơn được đại ca Tề Ngạn Danh, đó là huynh đệ mình, vào nhà tù cũng sẽ không thú nhận chúng ta. Gã là một thái giám, có gan hay sao? Trương Mậu lạnh lùng mà cười nói, người trong giang hồ trôi nổi, nào có ai không bị chém đây. Trương Trung tội mắc là tử tội, ta không cứu gã chính là chết chắc kìa. Ta nói cứu gã thì cũng phải xem có cơ hội hay không. Có thể cứu thì cứu, không thể cứu thì đành phải để cho y ngậm miệng. Hắn cầm chén trước mặt, uống một hơi cạn sạch. Lưu Huệ suy tư một lát nói, đại ca, nếu như Dương Lăng là muốn lấy kế Trương Trung chết, dụ bọn tham quan Bá Châu ra, chúng ta sao không đem tin tức này giải ra bên ngoài, quấy rầy kế hoạch của ông ta, khiến ông ta tự loạn tay chân. Nói không chừng ngược lại có thể nhân cơ hội. Trương Mậu cười khổ nói, như vậy cứu hắn không phải càng khó hay sao? Hơn nữa chuyện này xảy ra, Dương Lăng ắt điều tra kẻ tiết lộ tin tức, chẳng những dính dáng đến huynh đệ ta, hơn nữa bại lộ càng nhanh hơn. Lưu Lục suy nghĩ ác độc nói, nếu như vậy chúng ta cùng đại ca đi một lần, nếu cứu được gã chúng ta cũng coi như hết bổn phận, cứu không được gã đó là mạng của gã, chẳng thể trách chúng ta được. Trương Mậu lắc đầu nói, không, ta đi trước thám thính một chút tin tức, nếu cần ta sẽ tới tìm các ngươi, chỗ ẩn thân là... Lưu Lục tiếp tục nói, vẫn là chỗ cũ, ta lập tức thông báo chuyện Trương Trung, rồi thông qua tên họ tất cả huynh đệ đều ở núp đi, đại ca mà cần sử dụng người bất cứ lúc nào cứ phái người cho chúng ta biết là được. Được. Trương Mậu vươn người đứng dậy, các ngươi lập tức chuẩn bị, ta sẽ lập tức về Bá Châu. Vừa sáng sớm tinh mơ, Phan Mạch Ly, Phan Đại Nhân ăn bát cháo gạo tẻ, ăn chút điểm tâm, nhẹ ăn sáng. Sau đó, để hai thị thiếp hầu hạ mặc quần áo trang điểm. Một đêm phong lưu, trong mắt hai thị thiếp thân thể xinh đẹp vẫn mang theo vài phần xuân ý. Bích Nhi là thiếp mới đưa vào, nũng nịu oán giận nói, lão gia, ngài bây giờ lên công đường cũng quá sớm rồi, cũng chả phải qua được kinh thành, phải sáng sớm vào chiều, làm sao không ngủ thêm một chút nữa đi. Phan Mạch Ly ngáp một cái, cười ha hả nói, vẫn chưa đủ cho người tiểu tinh ư? Ngủ, lão gia ta làm sao không muốn nằm giường ôm gái đẹp chứ, kê cao gối mà ngủ không dậy nổi. Đây không phải Dương chém đầu còn chưa đi hay sao? Cái tên sát tình này đem Bá Châu gây sức ép đến long trời lở đất rồi, ai không lo lắng đề phòng chứ? Cho dù có diễn kịch, lão gia ta cũng phải diễn tiếp kìa. Lúc nào tiểu ma đầu này phủi mông chạy lấy người, lão gia ta mới yên tâm được. Phan đại nhân, quốc công gia sáng sớm ngày mai liền rời Bá Châu rồi, ngài yên tâm đi. Theo thanh âm, Giang Bân một bước tiến vào, cả người quân trang, xương sườn, dắt đao, ôm hai tay cười dài nói. Gia đình phía sau vài tên cản lại, không kịp, lo sợ nghi hoặc đuổi theo, lại bị vài tên lính đột nhiên xuất hiện đẩy ra, thái độ cực kỳ mãnh liệt. Phan Mạch Ly hai tay chỉnh ngay ngắn, mũ cánh chuồn, gặp tình hình này không khỏi ngạc nhiên mà nói. Giang đại nhân, ngài làm sao vô lễ như vậy, lại xông thẳng vào nội thất bản quan như vậy. Giang Bân không hề để ý đến nói, cái gì nội thất ngoại thất chứ, người trong người ngoài, ta là người thu kịch, đâu chú ý tới những thứ đấy. Rồi y tùy tiện đi tới đi lui, một phen tháo mũ quan của Phan Mạch Ly xuống, dùng ngón tay lắc lắc, sau đó đội lên đầu của Bích Nhi, hai mắt ung dung cười ha hả nói, Phan đại nhân, ngài coi, mũ này mà đeo lên đầu của nàng lại anh tuấn hơn ngươi nhiều kìa. Phan Mạch Ly giận dữ lạnh lùng nói, cút ngay cái thứ kia, không có quỳ cổ cút ra ngoài cho ta. Giang Bân chật chật mà nói, đại nhân phải thương hoa tiếc ngọc chứ, tiểu nương tử yểu điệu như vậy ngươi dọa người ta sợ rồi kìa, mới có sáng sớm tinh mơ thôi đấy. Được rồi. Nói xong hắn vỗ cái tét trên mông của Bích Nhi cười hì nói, mỹ nhân, lão gia các ngươi bảo ngươi cút ra ngoài kìa, chớ chọc cho lão tức giận, nhanh đi. Phan Mạch Ly không kìm nổi giận dữ, chỉ tay mà nói, Giảng Bân, bản quan bảo ngươi cút ra ngoài.
Miệng lão mắng, trong mắt lại giật qua một tia sợ hãi, một loại dự cảm bất tường chạy lên não. Giang Bân đại mã kim đao ngồi ở trên ghế, nhấc chân lên bắt chéo nói: "Đại nhân yên tâm, làm xong nhiệm vụ hạ quan lập tức cút ngay." Nói xong y trầm mặt xuống, lớn tiếng mà nói: "Người đâu, đem phạm quan Phan Mạch Ly trở lại cho ta." Ngoài cửa lập tức xông vào hai tên lính, một tay khống chế cánh tay của Phan Mạch Ly, lấy dây thừng nhanh nhẹn buộc lên cổ của lão, cho lão chắc chắn. Phan Mạch Ly kinh hãi mà nói: Giang Bân, người điên rồi, người đang làm cái gì vậy?" Giang Bân híp mắt lướt mỹ nhân bên cạnh một cái, chậm rãi mà nói: "Mỹ nhân, người tên gì vậy?" Thiếp thân tên là Nhu Nhi." Thị thiếp kia sợ tới mức khuôn mặt xinh đẹp trắng bệch, khẩn trương trả lời Giang Bân, rồi nhắm mắt lại, lướt qua eo thon nhỏ mềm mại mảnh khảnh của nàng, gật đầu cười ha hả nói: "Tên rất hay, lại đây rót chén trà cho ta nào." Phan Mạch Ly giận dữ hét: "Tên họ Giang kia, gan cháu ngươi thật là lớn, ngươi tính phản hay sao? Ai gọi ngươi tới bắt bản quan hả?" Giang Bân chắp tay hướng lên trời nói: "Đường kim mưu quốc công gia, sao, làm sao?" Trong lòng Phan Mạch Ly căng thẳng, lại vẫn mạnh miệng mà nói: "Ủy quốc công sao? Ngươi nói ủy quốc công sao? Ông ta không có tư cách bắt quan ngũ phẩm như ta đây. Ta phải cáo hắn, ta phải cáo ngươi, ta muốn..." "Ngươi muốn cái gì?" Giang Bân không kiên nhẫn, lướt lão một cái: Sáng sớm tinh mơ, đâu ra hỏa khí nóng như vậy chứ? Có thánh dụ, uy quốc công tiết chế quân chính quan lại quan viên Bá Châu, trà rõ án quan viên tham nhũng, bản đốc quân chính là phụng chỉ phá án. Người đâu, đem Phan Mạch Ly giải đến hành dinh Khâm Sai, niêm phong toàn bộ tài sản ở đây lại, chờ bản quan kê biên tài sản. Vâng. Bên ngoài ầm ầm vâng dạ, lại xông vào vài tên lính mang theo thùng tương, ôm một bó giấy niêm phong, để trên bàn một chồng, bắt đầu quyết giấy niêm phong, phong hòm xiển, phong ngăn tủ. Giang Bân cũng không thèm nhìn Phan Mạch Ly, mặt như màu đất. Y lười biếng đứng lên, cầm qua một giấy niêm phong, hướng bộ ngực cao ngất của Nhu Nhi cô nương mà dán, sau đó thuận tay cua lấy một khối điểm tâm ném vào miệng, vừa đi ra ngoài một bên nói nhỏ: Mạng của ta thật là khổ, sáng sớm phải bắt nhiều người như vậy. Ở đây niêm phong lại trước vậy, chúng ta đi Quế Đan quý phủ của đồng chi đại nhân." Các quyện trấn Bá Châu đều có thiết kỵ tung hoành, bộ hạ của du kích tướng quân Giang Bân lúc rạng sáng đột nhiên xuất hiện ở phủ đệ của các quan viên, miệng nói phục lệnh Khâm Sai đại nhân Dương Lăng bắt giữ tham quan, niêm phong phủ đệ. Tin tức Trương Trung chưa chết như thế truyền ra, Bá Châu quan viên nghe hỏi hồn bay phách lạc. Chi huyện Quán An Kiều Ngữ Thụ nghe được sợ tới mức tê liệt trên giường, ôm lấy đùi ái thiếp khóc đến nước mắt giàn giụa. Nước mắt ông ta cũng nhiều, từ buổi sáng khóc thẳng đến trưa mà vẫn chưa thấy quan binh tới bắt ông ta, cảm thấy lúc này mới xuống đất ăn bát cơm đơn giản, rồi ăn chút điểm tâm, uống chút nước trà, đồng thời gọi người ra ngoài hỏi thăm tin tức. Vừa hỏi mới biết được bọn quan binh bắt vài quan lại niêm phong nhà cửa, sau đó liền chói người gào thét lại đi rồi, căn bản coi như không có người như ông ta. Kiều đại nhân ngồi ở nhà cắn đầu ngón tay sững sờ, còn tưởng rằng bình thường quá vô danh, người ta quên mất ông ta rồi, chính là âm thầm vui mừng trong miệng. Quan binh tới cửa tuy nhiên không phải bắt ông ta, cũng rõ ràng là mục đích triều đình nhà Minh trừng trị tham quan, muốn ông ta ra mặt trấn an địa phương, không được mắc sai lầm. Lại nói Dương Lăng cũng không bắt toàn bộ bọn quan viên lại, Đại Minh quan lại bổng lộc cực thấp, hắn cũng biết cho dù thanh quan cũng chưa từng không lợi dụng triều đình, cho nên những kiểu tham này lại có mức độ. Tuy rằng tham nhũng, còn chịu vì dân chúng làm việc, làm chút việc cũng không tham ô, chỉ là làm quan bình thường thôi, tất cả đều được hắn mở một mắt lưới bỏ qua cho rồi. Mặc dù như thế, quan viên bắt giữ được vẫn vượt qua 60 người, trong đó phủ thành ngũ phẩm từ quan ngũ phẩm mà trở thành hư không. Những quan viên này phẩm bậc tương đối cao, tất cả đều là Giang Bân trực tiếp dẫn người đi thăm dò. Tới buổi chiều, tất cả dân chúng đều biết tin tức này, toàn bộ Bá Châu lập tức lâm vào chấn động. Đám dân chúng vừa cảm thấy hưng phấn, lại cảm thấy lo sợ, nghi hoặc. Dù sao triều đình bắt giữ nhiều quan viên như vậy là chuyện trước nay chưa từng có. Cũng may Hoa Thuê Quan ở Bá Châu làm quan 20 năm, tất cả quan liêu chi tiết rõ ràng, nhậm chức quan viên sớm đã liệt ra một danh sách dài, nhiệm vụ bắt giữ làm xong, mệnh lệnh nhận được thay mặt quan viên liền truyền đạt đi xuống. Dương Lăng sở dĩ không có cùng lúc truyền đạt mệnh lệnh ủy dụ, chính là để làm những quan viên này nhận thức một chút cảm giác ngồi chờ chết, tin tưởng cái loại này sẽ khắc cốt ghi tâm mà sợ hãi, lại thêm sự thiết lập giám sát sau này, có thể lệnh cho đại bộ phận quan viên trong đó từ nay về sau cải tà quy chính. Những quan viên ngồi ở nhà sợ hãi như chim thấy cung,
vừa thấy có binh lính gõ cửa, tất cả đều hoảng sợ chết khiếp. Kết quả lại là lệnh thăng quan, lập tức mừng rỡ, lập tức vội tới nha môn, tự mình dẫn người dán cáo thị, trấn an dân tâm. Mà ngay cả Kiều Chi huyện mập mạp như bóng đều đi bộ tới, bôn ba khắp nơi ở huyện, bận đến nỗi mồ hôi thấu như vạt áo. Rất nhiều quan viên buổi sáng không có lòng dạ ăn cơm, buổi chiều không có thời gian ăn cơm, đói meo cả bụng. Tuy nhiên trong lòng lại vô cùng an ổn, kiên định. Sau khi cực độ sợ hãi thoát được kiếp nạn, may mắn lại được thăng quan, song trùng tin vui đã khiến trong lòng của bọn họ tràn đầy chua ngọt đắng cay. Lương Hồng thì mất hết tinh thần mà đi ra khỏi hành dinh Khâm Sai, bắt người một ngày, ngơ ngẩn không có chuyện gì cho y. Lương Khâm Sai trong lòng có chút buồn bực. Bá Châu xảy ra một loạt sự việc, nhiệt độ của chuyện Tứ Yêu Tăng kịch liệt giảm xuống, đám dân chúng đều đóng cửa lánh nạn. Người đồng ý đến nơi tứ đại giả thần bị mất mạng, tiêu tiền xả giận cũng liền ít đi. Một ngày kiếm không được mấy quan tiền, hôm nay lại bắt đầu bắt người, càng không có người đến. Nghĩ đến đây, Lương Hồng thở dài nặng nề. Ra khỏi kinh vốn là công việc béo bở, nhưng đi theo Dương Lăng ra ngoài lại chẳng mò được cái gì cả. Nếu thay đổi là ông ta, tuyệt sẽ không khiến cho đám dân chúng đuổi bọn giả thần chạy ngược chạy xuôi như vậy. Chỉ cần thả ra tin tức, còn sợ bọn họ không ngoan ngoãn đưa vào tới cửa hay sao? Hơn nữa, lần này Trưng Trung bị chết, quan viên Bá Châu vì thoát khỏi liên can bản thân cũng là cơ hội rất tốt, rất lớn. Nhưng Dương Lăng chỉ lấy đơn kiện, không thu bạc, thật là có tiền mà không biết kiếm. Nhất là ngày hôm nay bắt tham quan, nếu đầu óc thoáng lung lay một chút, trong một đêm trong nhà có thể chất một ngọn núi bạc, thật là khiến người ta vô cùng đau đớn. Lương Hồng oán hận mắng một tiếng, chán ngán đến muốn chết. Hắn vặn mình đang muốn trở về phòng thì đột nhiên ở góc đường có bốn đại hán cúi đầu thì thầm vài câu, sau đó một người trong đó lập tức đi tới. Lương Hồng lập tức cảnh giác lui ra phía sau hai bước, giấu thân tới bên người thị vệ. Hiện giờ Dương Lăng ở Bá Châu đắc tội với người cũng không ít, tự mình cũng đừng biến thành con cừu chịu tội thay. Lại thấy đại hán kia đi lên trước, nho nhã lễ độ chắp tay nói: "Tại hạ có chuyện quan trọng bẩm báo với Khâm Sai Uy Quốc công gia, các quân gia có thể giúp đỡ thay mặt bẩm báo một tiếng được không?" Vừa nghe là có chuyện gặp Dương Lăng, Lương Hồng mới yên lòng, y lắc mình đi ra nói: Gặp quốc công gia ư? Quốc công gia là thân phận gì? Đó là người ai cũng gặp được hay sao? Có an tỉnh đi Chi Châu Nha Môn, Khâm Sai đại nhân không gặp." Lương Hồng mặc một thân áo lông bào, lại không phải là y phục của quan thần trong cung, người kia không biết thân phận của y. Hắn còn tưởng rằng y là môn hạ của quốc công, vội ra mặt bồi cười nói: "Vị công gia này, tiểu nhân thật là oan tỉnh trọng đại, là muốn cáo Trưng Trung kia cưỡng đoạt dân tài, thỉnh cầu trả về. Chuyện này Chi Châu đại nhân cũng không làm chủ được. Huống chi Chi Châu đại nhân cũng bị bắt rồi, đại lý Chi Châu bận không thể gỡ ra được. Tiểu nhân chỉ có cầu trợ Uy Quốc công Dương Thanh Thiên thôi. Vẫn xin ngài tạo điều kiện." Lương Hồng vừa nghe là đến vơ vét tài sản, có thể khiến cho Trưng Trung vừa ý, tự mình đi vơ vét tài sản, cái kia hẳn là nhà giàu có rồi, không khỏi hai mắt sáng ngời. Y đánh giá vài lần, thấy người này vẻ mặt phong trần, tướng mạo oai hùng, mặc dù đang mặc áo vải, khí thế lại cũng không bình thường, liền cười hăng hắc nói: "Quốc công gia trăm công ngàn việc, công vụ bề bộn, những chuyện nhỏ nhặt này ta sao dám tùy tiện quấy rầy ông ấy. Nếu dân chúng có an tình mà không đi quan phủ cáo trạng, tất cả trực tiếp tìm quốc công gia, đây không phải là làm rối loạn pháp luật triều đình hay sao? Người..." Trên tay bỗng trầm xuống một bọc nhỏ vải xanh đã rơi vào trong tay, thô sơ giản lược áng chừng ít nhất có 100 lượng bạc. Lương Hồng hai mắt sáng ngời, chuyển đề tài mà nói: Người rồi sao? Tìm tới tận cửa rồi, ắt hẳn là có an tình trọng đại khó có thể biện bạch. Ta liền làm việc này, thay ngươi thông bẩm một tiếng, quốc công gia có gặp hay không, ta cũng không dám cam đoan đâu." Người nọ nghe ý, mở miệng một tiếng tạ ơn, lại thấy giọng y ôn nhu nói, dưới hàm không dâu, mới biết là một vị công công. Hắn vội hỏi: Dạ, công công tốn nhiều công sức, quốc công gia có gặp hay không, tiểu nhân cũng không dám trách ngài. Nếu quốc công gia đồng ý gặp, tiểu nhân còn có sẽ hiếu kính thêm." Lương Hồng vừa nghe vậy, lập tức mặt mày hớn hở, vội nhét bạc vào trong ngực, khoát tay một cái nói: "Đợi ở cửa sau, ta đi thông bẩm một tiếng cho ngươi." Lại nói, cũng trong lúc bấy giờ, kẻ làm cướp kiêu căng làm việc đều rất cẩn thận, y hiện tại chính là rời đi rồi, chỉ e cũng là lấy phòng ngừa khả năng nhỡ may mà thôi. Ở trong lòng của y, tất nhiên từng chúng ta vẫn chưa biết bản chất của y, như vậy y vì bản thân vẫn có thể sống yên tại đây, sẽ lấy bộ mặt phú thân rêu rao cho đường phố Bá Châu, tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp cứu Trưng Trung hoặc là giết chết cái miệng sống Trưng Trung này. Dương Lăng bên môi lộ ra một tia cười đầy thâm ý,
nói: Bá Châu tứ đạo tặc, tham quan, giả thần, đạo tặc, mã tặc, những thứ tai họa hại người này căn bản chính là cùng một ruột. Hôm nay thu lưới vốn là vớt cá, ai biết thuận đường vớt được cả rùa lên. Viên Bưu ở bên cạnh chắp tay nói: Ở quốc công gia, ngài phải bắt những bọn cướp đường này, liệu có việc gì cần ti chức cống hiến không? Hoa Thư Quan nhìn y rời khỏi, nghi hoặc mà nói: Quốc công, Trương Mậu là bọn đạo tặc cướp đường, vì để phòng ngừa vạn nhất, chúng ta không thể dùng người của Dương Bân. Bọn cướp đường Bá Châu chật tụ chật tán, nhân số khi ít hơn 10 người, nhân số khi nhiều thì là mấy trăm người. Mỗi người đều dũng mãnh thiện chiến, ở trong quân vạn mã quay lại tự nhiên, tuyệt đối không được khinh thường đâu. Bên người đại nhân tuy có hơn ngàn tinh binh, chỉ sợ cũng chưa chắc có thể ngăn cản được bọn chúng. Hơn nữa quốc công thân phận tôn quý, không được phép có điều sơ suất gì cả, nhất định phải phân ra đại bộ phận người bảo hộ an toàn cho ngài. Nếu như không có đầy đủ binh mã, chỉ sợ rất khó một lưới bắt hết được bọn cướp đường này. Dương Lăng ánh mắt chợt lóe nói: Chuyện này không vội, người cứ an tâm đem những tên tham quan cần trừng trị phân loại ra đi, những quan viên này nhất định phải nhanh chóng xử lý. Thành phần nhiễu loạn Bá Châu cũng hòm hòm rồi, phải mau chóng khiến cho lòng dân an định trở lại. Còn về phần bọn cướp đường, ta nghĩ y bây giờ cũng nên đến rồi thì phải. Trên lầu thị vệ càng nhiều, tuy nhiên những thị vệ này được huấn luyện có tố chất, sớm được nghiêm lệnh, không thể tự ý rời khỏi Trưng Trung nửa bước. Mặc dù nghe thấy báo động, lại không có một người rời khỏi vị trí khỏi cảnh giới. Lúc bấy giờ Tống Tiểu Ái mang theo hai thị vệ xông vào trong phòng, nơi này sắp đặt ngọn đèn dầu, chỉ thấy thang lầu trên lan can cắm một mũi tên. Chính là mới vừa rồi thị vệ bắn ra một mũi tên, trong sảnh không có người, trước cửa hai thị vệ lại ngã trên mặt đất. Tống Tiểu Ái vội vàng bổ nhào qua dò xét, thấy hai người chỉ có điều bị đánh ngất trên mặt đất. Lúc này nàng mới yên tâm, vì để tránh lưng hồng trong lòng nghi ngờ, chỗ ở của Tống Tiểu Ái ngoài lỏng trong chặt, trong sân cũng không có nhiều thị vệ, ban đêm chỉ có hai thị vệ này giữ cửa. Nếu quả thật có người thân thủ cao như vậy lẻn vào, bây giờ đã thoát ra cửa, chị e sớm thông dong trốn chạy xa bay rồi. Tống Tiểu Ái không cam lòng, giọng căm hận mà nói: Đi theo ta ra xem. Nàng vừa mới tới lầu trên hỏi một câu, thấy trên lầu không có động tĩnh gì, lúc này mới yên lòng lại. Nàng nói với hai thị vệ: Không cần kinh động đến đại nhân, theo ta ra ngoài xem thế nào. Hành dinh trong đêm nay tuần vệ gấp đôi. Tống Tiểu Ái xông tới cửa, bên ngoài vừa lúc chợt có bóng người đến. Tống Tiểu Ái không dám chậm trễ, trong tay đao đã như rẻ lụa vung ra ngoài. Nàng gấp gáp vung đao, ra tay lại cực mau lẹ, hơn nữa trải qua Ngô Hán Siêu chỉ dạy, vụng trộm chuẩn lấy võ đang thượng thừa tâm pháp, đao pháp hơn xa trước kia rất nhiều. Nhưng người ở cửa kia thân thủ lại còn cao minh hơn nàng vô cùng, đón đầu một đao, người kia vòng eo chỉ điều nhẹ nhàng uốn éo liền vọt đến một bên, vừa giơ tay lên bắt được cổ tay của Tống Tiểu Ái. Tống Tiểu Ái kinh hãi, lấy chân hung hăng đá vào giữa háng người kia. Lúc này nàng mới nhận rõ tướng mạo người đó, không khỏi cả kinh mà nói: Tiểu Ngũ, nguy rồi. Tống Tiểu Ái kinh hãi, nhưng một cước toàn lực đó làm sao thu lại được, dày nhọn nặng nề mà đá vào dưới háng người đó, chấn động mũi chân nàng run lên. Xong rồi. Tống Tiểu Ái trong lòng âm thầm kêu thảm, tuyệt vọng nhìn Ngũ An Siêu. Y như thế nào cũng không hô lên, không kêu lên. Không phải là đã đến nỗi kêu không được đấy chứ? Hay là công phu của y lợi hại như vậy, nơi đó cũng luyện như sắt như đá rồi? Ánh mắt của Tống Tiểu Ái nhìn thẳng vào phía dưới, rời đi, chỉ thấy chân của nàng còn đang ở trên không trung. Ngũ Hán Siêu với một tư thế rất buồn cười, đem mông xoay qua một bên, chỗ mũi chân của nàng đá phải chính là đùi của Tiểu Ngũ. Ngũ Hán Siêu lúc này mới nhe răng, nhếch miệng nói: Tiểu tổ tông của ta ơi, lễ gặp mặt này cũng quá nặng rồi. Trái tim của Tống Tiểu Ái đong một cái rơi xuống đất, ngọt ngào kêu một tiếng: Tiểu Ngũ. Ngũ Hán Siêu ha hả cười, đứng thẳng người, dịu dàng nói: Đã xảy ra chuyện gì rồi? Như thế nào vừa thấy mặt đã động thủ vậy? Tống Tiểu Ái mày liễu bị dựng lên, hai má cũng đỏ, nằm một phen bịt chặt lỗ tai của Ngũ Hán Siêu, nũng nịu nói: Bại hoại, lại dám nhìn lén ta tắm rửa sao? Nói mau, có phải chàng nhìn lén ta tắm rửa hay không? Ngũ Hán Siêu đau đến hoa hoa kêu suốt, liên tục kêu oan nói: Nào có, ta vừa mới đến mà. Chàng còn giả vờ sao? Trừ chàng ra thì có ai có thân thủ cao minh như vậy chứ? Đi lại tự nhiên, trốn được ám tiễn, đánh ngã hai thị vệ còn không bị người phát giác kìa. Khi nào thì học được tật xấu này, chàng nói xem. Thật không có mà, tao ăn uổng mà. Ta trước đó đi gặp quốc công gia rồi mới đến đây. Không tin, nào hỏi ông ấy đi.
Tống Tiểu Ái hướng tới cửa mà nhìn, chỉ thấy Đại Bổng Trì cười ngây ngô nói: "À, Tiểu Ngũ quả thực mới đến, ta cũng cùng với y tới đây đấy." Tống Tiểu Ái lúc này mới tin, vội vàng buông tay ra, mặt cười xòa, nhẹ nhàng thổi khí ở lỗ tai cùng Tiểu Ngũ, ôn nhu mà nói: "Tiểu Ngũ, xin lỗi, chàng không sao đấy chứ? Còn có bị đau hay không? Nào, ta xoa cho chàng." Ngô Hán Siêu đẩy tay nàng ra, bi phẫn quát: "Nàng nói đi, vừa rồi anh nhìn lén nàng tắm rửa vậy? Y lại dám nhìn lén người tắm rửa, đây chả phải được hời hơn ta rồi hay sao? Trời ơi, nàng lại bị người khác thế hết toàn bộ, ta không muốn sống nữa." Tống Tiểu Ái đảo cặp mắt trắng dã mới nói: "Có người như chàng hay không? Người khác không làm xấu thanh danh ta, chàng tới phá hư. Ta chỉ nói có người đến cửa lén rình ta, lại không nói nhìn được gì. Ta là ở trong nhà, nhìn thấy được hay sao? Chàng bản lĩnh lớn, hai mắt gần ta xem một chút đi, còn học được theo ta tức giận. Chàng có bản lĩnh đấy, để cho người ta nhìn thì sao? Ta mặc kệ chàng." Ngô Hán Siêu lập tức đổi sợ thành vui, vội vàng đuổi theo, cười lên mặt nói: "Tiểu Ái, đừng nóng giận, đừng nóng giận. Ta đây không phải thấy nàng khổ sở đâu. Nàng xem, ta nếu là người ngoài, có thể như vậy hay không? Chúng ta không phải người một nhà mà. Nàng đừng đi mà. Nàng xem ta vừa mới từ xa tới." "Không nghe, không nghe, vướng bắt đán." Lưu Đại Bổng Trùy thấy thế cũng đảo cặp mắt trắng dã: "Ê, một đôi dở hơi. À, hai người các người, vừa rồi anh nhìn lén Tiểu Ái tắm rửa vậy." Tin hành dinh khâm sai bị người thâm nhập đã chuyển ra ngoài, cảnh giới lập tức tăng cường gấp mấy lần. Lính tuần tra cũng nối liền không dứt. Thân thủ cao tới đây cũng thần không biết quỷ không hay, lẻn vào trong. Trong lòng Trương Mậu thầm nghĩ, đã rình lâu ngày rồi, biết không có cơ hội ra tay nữa, chỉ còn biết thở dài ảm đạm. Lợi dụng thân thủ cao, lặng lẽ mà bỏ đi. Cục diện lộn xộn của Bá Châu đã kéo dài liên tiếp 3 ngày. Các quan lại mới lên nhậm chức hầu như làm theo hết mọi việc, có thể duy trì được sự vận hành bình thường của quan phủ. Dương Lăng lúc này mới yên tâm tuyên bố khởi hành hồi kinh. Tâm tình của các quan lại Bá Châu lúc này thực sự là phức tạp vô cùng đối với Dương Lăng. Đối với một vị quan cao như vậy, họ khó mà tránh khỏi sợ hãi, ước gì hắn đi sớm một chút. Nhưng mình bỗng nhiên ngồi vào vị trí mà phải lăn lộn 10 năm cũng chưa chắc đã có được. Tất cả đều là vì quan hệ với Dương Lăng. Mặc dù bây giờ là đại lý, kỳ thực triều đình rất nhiều người đã điều các quan lại ở các nơi khác tới để bổ khuyết. Cũng không thể phân công lượng lớn quan lại không có chút kinh nghiệm thi chính nào. Họ chuyển thành chủ quan, chính đường chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Dương Lăng đối với họ không những có ơn đề bạt mà còn có nghĩa khoan dung. Họ cũng tham ô quá, chỉ có tâm vẫn không đen tới mức tán tận lương tâm. Tiền hối lộ đã đẩy tới bước này, nhưng thực sự cha ra để bãi chức quan cũng không thể tránh khỏi. Những chuyện này bản thân họ cũng hiểu, dù Dương Lăng không nắm được tình hình này, nhưng quan lại bị bắt cũng sẽ khai ra. Hiện giờ bình yên không hẳn là Dương Lăng bên ngoài thi ân, cho nên sự cảm kích đối với Dương Lăng cũng là lẽ thường tình của con người. Dương Lăng tới Bá Châu chỉ dẫn theo mấy trăm sai nha của hình bộ, cộng thêm hơn 1000 tinh binh của Tống Tiểu Ái theo sau cũng chưa đủ 2000 người. Đội quân 2000 người đơn độc áp giải tài sản khổng lồ đã hết sức cố gắng, huống hồ còn hơn 60 xe tù áp giải tham quan, cả đội hình lên tới tổng cộng 140 chiếc xe. May mà kinh sư đã cử đi 2000 binh mã tới vận chuyển tài sản châu báu. Lúc này, đúng lúc trong 3000 tinh binh có 1000 kỵ binh và 2000 bộ binh bảo vệ đội xe ngạo nghễ rời khỏi Bá Châu đi thẳng về kinh sư. Lúc này, đường đi cũng không còn dễ như lúc tới nữa. Khi đó đầy trời băng tuyết, còn bây giờ lại là mùa xuân tuyết tan, mặt đất vẫn là đất lạnh, nhưng băng tuyết đang tan ra lê lội đến không chịu nổi. Hơn 60 cỗ xe tù vô cùng đơn sơ, dùng gậy gỗ quây đơn giản thành chiếc lồng. Cỗ xe là xe bò bình thường, điều động trâu cày ra kéo, chậm chạp lê bước. Không có đủ ngựa thồ, hơn nữa xe tù lại vô cùng kiên cố, cũng không có khoái mã, cho nên loại ngựa này căn bản không thể dùng được. Toàn bộ đội xe tù ở phía trước, châu báu được để bên trong, nghi trượng khâm sai của Dương Lăng ở sau cùng. Hàng xe dài phía trước đi qua để lại những đống phân bò, phân ngựa, khiến cho các nha dịch hình bộ đi bộ tức không chịu được. Phía trước là La Oa Lương, một gò núi rất dốc nhưng lại kéo dài mấy dặm đường, địa thế dần cao lên. Trên núi phía mặt trời phủ tuyết đã tan hết để lộ ra lớp đất màu vàng. Bên sườn là một bụi cây, cây cối nhô lên những mầm xanh nhợt nhạt. Từ xa nhìn lại là một màu vàng nhạt, thỉnh thoảng có vài cây đào, cây lê, hoa nở trắng như tuyết, đỏ thẫm như mây, chỉ là không thành từng mảng, cũng xem như không có phong cảnh nào đẹp bằng. Đúng lúc này, một trận mưa tên vang lên, từ trong rừng bỗng lao ra vô số tuấn mã.
ra khỏi rừng chạy xuống sườn núi thấp. Tiếng vó ngựa như sấm vang làm bụi tung đất đường, khiến cho bầu trời mờ mịt giống như lớp sương mù. Mã Tặc, Mã Tặc, bọn cướp tới rồi. Vừa thấy đã khiến cho người ta phải thấy sợ hãi. Có người kinh hoàng mà kêu lên. Dương Lăng liền từ trong kiệu chui ra, đứng trên càng xe, một tay viện vào cửa kiệu, một tay giơ về phía trước. Thành thế lớn quá. Dương Lăng thầm thốt. Hơn 12 con tuấn mã ở phía trước như đồng thời bứt lên giống như lều vải che phủ bầu trời. Những chỗ mà chúng đi qua căn bản không nhìn thấy nhân mã phía sau. Những kỵ binh này mặc áo ngắn, đóng giả, trên mặt che một tấm vải màu đỏ, tay giơ cao mã đao, phóng ngựa như bay, khí thế hừng hực. Bảo vệ xe tù. Tống Tiểu Ái vung đao lên quát tháo. Bọn mã tặc lao tới, xe tù đứng mũi chịu sào. Rõ ràng là mục tiêu của họ cũng chính là xe tù. Thật không ngờ đúng lúc này, phía sau hai bên sườn núi bỗng có một đội ngựa đánh tới, khoảng chừng 20 người đang lao về phía nghi trượng của Dương Lăng. Rõ ràng họ đã thăm dò bố trí đội xe của Dương Lăng rồi. Bên cạnh Dương Lăng có khoảng 1.000 binh lính, trong đó phần lớn là lính bộ, mà mã tặc hai cánh giáp công cách xa vài dặm đã sắp tới nơi, giống như hai mũi dao sắc nhọn đâm thẳng vào điểm yếu của Trường Long. Thấy khí thế hừng hực, e là đội ngựa của Dương Lăng nghênh tiếp cũng giống như mỡ bò gặp mũi dao nhọn nung lửa, sẽ bị người ta xẻ thành hai mà không có chút trở ngại nào. Vẻ mặt của Dương Lăng vừa rồi còn không chút kinh hãi, lúc này mới thốt lên: Tầm kế hay, công phu hay. Những tên mã tặc này không phải là đánh bừa, mà là dùng lượng ít tinh binh tập kích Dương Lăng, nhất định có thể dụ dỗ được toàn bộ đội ngũ thị vệ tới. Hơn nữa, nhìn thuật cưỡi ngựa, khả năng chiến đấu của họ chính là tinh binh của Dương Lăng có tố chất huấn luyện cũng không phải là đối thủ của họ. Dương Lăng đã từng gặp kỵ binh khủng bố như vậy ở Tuyên Phủ, ở Đại Đồng, những thắt đát thiết kỵ ở Tắc Ngoại, chưa từng gặp qua quân dung như vậy. Ngoại tứ gia quân kinh sư, nếu luận về chiến lược có lẽ không phải ở đội ngũ mã tặc của cánh quân này, nhưng tính cơ động linh hoạt e là cũng còn kém hơn. Ai nói chiến lược của nông dân nhất định sẽ kém hơn bộ tộc du mục đây? Những người này không thể sánh được với những bá chủ thảo nguyên đó. Tiếc là họ sống lại là cướp nhà, cướp của. Trên vẻ mặt của Tống Tiểu Ái cũng có vẻ căng thẳng, lập tức thay đổi mệnh lệnh: Bảo vệ quốc công, kỵ binh lên trước nghênh đón, tuyệt đối không được để họ xông vào. Tống Tiểu Ái nói xong, hai chân thúc vào bụng ngựa, vung đao lên nghênh tiếp. Kỳ thực không cần nàng ra lệnh, hai cánh kỵ binh tập kích nghi trượng quốc công, kỵ binh phía trước đã lần lượt trở về phòng thủ, liều mạng xông lên chém giết. Thủ lĩnh mã tặc cánh tả xông lên rất nhanh, còn nhanh hơn khoái mã thứ hai phía sau bốn thân ngựa. Thấy tướng quân Đại Minh lên nghênh tiếp là một người phụ nữ khá xinh đẹp, đôi mắt sắc lạnh trên khuôn mặt đỏ bừng, không khỏi hiện lên nụ cười kinh ngạc. Hai bên giao nhau cách một tiếng chói tai, hoa lửa văng khắp nơi. Người kia dựa vào mã lực, dốc toàn lực đánh một đao. Loan đao của Tống Tiểu Ái bay lên không trung, còn đao tốt như vậy mà bị chặt gãy. Tống Tiểu Ái hoảng hốt, thúc ngựa, quay người chạy đi. Nhân ba đó không có trở ngại gì, đao trong tay sát trượt đi một chuỗi, trượt qua cây chùy sắt của Lưu Đại Bồng Chùy. Thấy sắp gọt tới cây côn trong tay, Đại Bồng Chùy liền lắc chiếc côn, hai người lao vào nhau. Cây đao trong tay người kia vung sang bên trái, theo lực đẩy khẽ sượt qua cổ của một binh lính, bỗng đầu rơi xuống đất, máu phọt lên trời. Mặc dù Tống Tiểu Ái là phụ nữ, thực lực của nàng cũng không hề nhỏ. Nàng cũng biết đối phương thế tấn công rất gấp, lại cộng thêm người cao ngựa lớn, thế cường tráng, không nên liều mạng. Nhưng trong lòng của nàng lo lắng cho sự an nguy của Dương Lăng, không muốn để đám mã tặc này đánh thủng tuyến phòng ngự của bên mình, nên miễn cưỡng đón nhận đao này, sau đó đấu đao pháp với gã. Ai ngờ người này chính là thủ lĩnh đạo tặc Lưu Lục. Đao pháp của người này không bằng với Trương Mậu và Phong Lôi, lại thắng ở thần lực trời ban, cho nên đao của gã đặc biệt. Thân đao dài hơn đao bình thường một thước, sống đao tôi sắt còn dài hơn cả đao của người, bên cạnh gấp đôi. Trường đao của Minh Quân chống lại giặc qua ở ven biển mới nặng qua 2,8 cân, còn đao của gã lại nặng tới 3,2 cân. Nếu chặt ngang người một đao sẽ thành hai nửa một cách dễ dàng, thực là vũ khí lợi hại. Tống Tiểu Ái nhất thời không quan sát được, suýt chút nữa đã bị Lưu Lục chém một đao ra thành hai nửa, như vậy thì ngọc nát thương tan. Nàng phóng ngựa quay trở lại, Lưu Lục thấy thế liền thúc ngựa đuổi theo. Bên cạnh Dương Lăng có một ngựa tiền thân quân thị vệ thống lĩnh là một nữ tướng. Người này hắn biết mục đích gã tấn công nghi trượng quốc công chỉ là thu hút kỵ binh quay lại, vốn cũng không hy vọng có thể bắt được Dương Lăng. Lúc này thấy người nữ tổng binh có thân phận địa vị cũng không thấp này, liền muốn bắt lấy nàng. Tống Tiểu Ái quay đầu lại, vù một mũi tên lao đi. Lưu Lục kêu lên một tiếng kinh hoàng,
không ngờ nữ tướng này lại thổi tiêu. Mũi tên này vừa mới sượt qua người Lưu Lục, một tiếng vù vang lên sau đầu, côn sắt của Lưu Đại Bồng Chùy đã bổ xuống đầu. Một đao vừa rồi, Lưu Lục dùng lực với Tống Tiểu Ái đánh bay cây đao trong tay của nàng. Đối với cây côn sắt của Đại Bồng Chùy lại trở nên nhanh nhẹn, thiếp côn bay ngang, suýt chút nữa đã cắt đứt năm ngón tay của y. Lưu Đại Bồng Chùy tức giận, cây côn này dùng toàn lực, Lưu Lục đã tránh không thể tránh khỏi, duy chỉ có trợn mắt lên hét lớn một tiếng, hai tay nắm lấy cán đao, dốc toàn lực xông lên phía trước nghênh đón. Lạch cạch, lạch cạch, một tiếng vang lên chói tai, cây côn bị chặt ra, Lưu Lục cũng kiềm cương ngựa lại, ngồi thẳng người lên. Thuật cưỡi ngựa của y rõ ràng là còn vượt xa Đại Bồng Chùy, điều chỉnh ngựa rất nhanh. Đại Bồng Chùy vừa mới điều chỉnh lại thân ngựa, Lưu Lục đã hai tay nắm chặt lấy cây đao, hét lên một tiếng. Tiếp tục. Vù một đao đánh xuống, Đại Bồng Chùy cũng hét lên một tiếng, vung côn nghênh tiếp. Keng vù. Binh đao trong tay hai người đều rung lên mạnh mẽ, Đại Bồng Chùy dốc sức vào cây côn dài, Lưu Lục thì đập hỏng lưỡi đao, cho nên cầm ngược đao, dốc toàn lực mà chặt xuống. Đòn này của hai người đều tê cả hai tay. Tiếng á của Đại Bồng Chùy vung côn xoay tròn quét ngang qua, Lưu Lục dùng đao góc độ tấn công như vậy rất khó phát huy được thế đao, chỉ có thể thúc ngựa vượt qua cây côn này của y. Lúc bấy giờ Tống Tiểu Ái đã lấy được một cây đao quay lại đánh nghênh tiếp kỵ binh, cộng thêm kỵ binh chi viện quay trở lại từ phía trước, mã tặc hai cánh bọc đánh bao vây lại chém giết thành một đoàn. Binh mã của Dương Lăng thắng ở người đông, hơn nữa cũng là binh lính dũng cảm thiện chiến, cho nên một khi xông lên cũng không có gì thua kém. Kỵ binh của đội xe phía trước dù đã nhanh chóng hồi viện, nhưng các lính bộ lại không hề rối loạn, nhanh chóng dùng xe tù bố trí thành trận bán nguyệt đơn giản, hừng hực xông lên chém giết. Tên nỏ trong trận bắn ra, mã tặc lập tức tản ra thành hình quạt, miệng hét lên chói tai, điên cuồng mà xông lên. Thình thình, thình thình, tiếng súng vang lên, có người ngã ngựa, nhưng đám mã tặc vẫn hung hãn không thèm để ý, vẫn điên cuồng xông lên, khí thế như thiên quân áp đảo. Gần lại càng gần hơn, có người bỗng nhiên túm lấy xe ngựa, không ai ngờ lồng tù phía trên xe ngựa lại được làm đơn giản như vậy, quả thực dùng sức lắc một chút là có thể bung ra. Phía dưới lại ngầm bố trí kình nỏ, cơ quan tập trung vang lên giống như loạt tên lớn bắn lên trời, ngàn vạn con ong bay tới cắm xuống đầu người ta, khiến cho người ta da đầu tê dại đi vậy. Cùng với tiếng rên rỉ điên cuồng của chiến mã vang lên, độ cao này bắn không phải là người mà là ngựa. Cung tên uy lực lớn bắn xuyên qua bụng ngựa, lập tức xuyên thủng qua, tạo thành một lỗ lớn, máu tươi trào ra, nội tạng lòi ra, tuấn mã kêu gào thảm thiết rồi ngã quay xuống đất. Mã tặc lao lên bắt Dương Lăng, Dương Lăng trước tiên bắn ngựa cũng sớm đã có dự tính. Sở dĩ mã tặc khiến người ta đau đầu chính là vì sự bí ẩn của họ, đến như gió, lên ngựa là kẻ cướp, xuống ngựa là người dân, hành tung thì bí ẩn, khiến người ta không thể trị tận gốc được. Những mã tặc này đều rất có nghĩa khí giang hồ, cũng rất khó nói liệu có đúng như huynh đệ đã thú nhận hay không. Ở trong nhà thì tuân theo quy củ, ra giang hồ thì trừng phạt, diệt môn. Nói chung quan phủ không những rất khó bắt sống được, dù có bắt sống được, ví dụ như bây giờ, hiện tại Bá Châu vẫn nhốt Tề Ngạn Danh. Hắn đã chịu hết mọi khổ hình, thế nhưng quyết không nói ra nửa chữ. Như vậy, dù có mai phục giết chết một số mã tặc hoặc bắt sống được mấy người cũng chẳng có ích gì cả. Mã tặc lại im lặng, biệt tích một hồi, sau đó lại quay trở lại, mãi mãi không thể diệt trừ tận gốc được. Nếu có thể bắt được mấy nhân vật quan trọng hoặc nhiều người, có thể sẽ tìm ra được điểm yếu trong tổ chức mã tặc, tiêu diệt tận gốc dễ mầm độc này. Bất ngờ không đề phòng, 15 16 chiến mã bị chúng tên ngã xuống, đám mã tặc giống lên tức giận, trận hình càng sơ sài. Những kình tên liên tục bắn xuống hơn 10 con ngựa còn lại. Mã tặc phía sau xem ra cũng không nhiều, khoảng 100 người. Mã tặc của những chiến mã bị bắn tên đi bộ nghi chiến là mất đi ưu thế như gió như điện đó. Trước mặt quân Minh đã không phát huy được tác dụng gì. Mã tặc bắt đầu tấn công rời rạc ngày càng gần. Dưới tốc độ như vậy, kình nỏ không thể tiếp tục nhét vào tên nỏ. Đã có 3 chiến mã xông lên tới phía trước xe tù. Tuấn mã đầu tiên màu đỏ, trên ngựa là một người đàn ông che mặt, tay cầm cán đao, quơ sang trái sang phải. Trong khoảnh khắc đã hạ được mấy tên quan binh, những tên còn lại cũng lập tức giải tán. Chiếc xe tù này đã là chiếc xe thứ 3, trên xe có một cây cờ lớn, cho nên rất dễ phân biệt. Phạm quan mặc áo tù màu trắng, trong xe tóc tai bù xù, cúi đầu thò ra lan can, dường như đã rơi vào trạng thái hôn mê. Mã tặc cưỡi ngựa đỏ xông tới chiếc xe. Người này chính là Trưng Mậu. Y lăn lộn trà trộn trong bách tính Bá Châu, nhìn theo chiếc xe tù này ra khỏi thành. Chiếc xe tù này nhốt chính là Trưng Trung. Con người hắn trong thành nhìn rất rõ ràng.
lúc này cuối cùng cũng đã xông lên trước xe. Trương Mậu không giấu nổi niềm vui, liền hét lớn một tiếng: "Đại ca, Trương Trung!" Trương Mậu dù là đại tặc cướp sông cướp biển, vì người mà nói chuyện nghĩa khí nhất, hơn nữa đối xử với các huynh đệ cũng rất tốt, cho nên trong nhóm đạo tặc uy vọng cũng rất lớn. Y biết nếu thực sự không thể cứu được Trương Trung, Trương Trung và Quynh Thành cũng là một đao, chi bằng bây giờ cho ông ta thoải mái một chút. Nhưng nếu có thể cứu được y, vậy thì đương nhiên là rất tốt, cũng coi như là đã kết mái tình cảm giữa mình với Trương Trung uống máu ăn thề rồi. Người trên xe khẽ động đậy, khàn giọng kêu lên: "Nước, ta muốn uống nước." Trương Trung giận dữ mà kêu lớn: "Cái đám cẩu quan này ngược đãi người ta như vậy sao?" Gã tức giận nhảy xuống ngựa, cây đao trong tay như giải lụa mềm mại, hét lớn: "Mở!" Nắm tay thô bạo đánh một loạt côn, nghiền nát ra. Cùng với mũi đao bay đi, người trong xe tù cũng không còn được yên ổn nữa, ngã thẳng xuống dưới. Trương Mậu cũng ngã xuống, quay đầu lại, hét lớn: "Được rồi, kêu các huynh đệ rút lui." Đám ác tặc giỏi thuật cưỡi ngựa, bắn tên, võ nghệ siêu quần, trong đoàn thị vệ bao vây từ phía trước bỗng xông ra phía sau, quấy động chiến trường giống như một nồi nước sôi vậy. Người hô ngựa hí, đao tới kiếm đi. Đúng lúc này lại yên tĩnh lạ thường, không có chút hỗn loạn nào. Dương Lăng đứng trên càng xe, hơn 40 thị vệ bên cạnh giơ súng lên nghiêm mật bảo vệ hắn ở giữa. Quan sát tình hình chiến trường, Dương Lăng cũng đã yên tâm lại. Hắn không người chui vào trong kiệu, khoanh chân ngồi xuống cạnh bàn, cầm đôi đũa lên gắp một con tôm cho vào miệng ăn, cười nói: "Trương công công, ngươi thấy đại khái chính là hôm nay sao? Khó mà có được. Dù nói Tần Cối còn có 3 người bạn, thế nhưng bạn của Trương công công ngài còn nhiều hơn bằng hữu của Tần Cối kìa." Hắn nhấp một ngụm rượu, chẹp chẹp miệng rồi nói: "Không sai, hồi kinh ta sẽ bẩm báo lên hoàng thượng. Cái hại cuối cùng của Bá Châu này thiệt thòi nhiều cho Trương công công ngươi mới tiêu diệt được, là công lao của ngươi, chúng ta không thể mạt sát được." Trương Trung lúc này ngồi ở phía đối diện, được cột chặt vào cột xe, trong miệng còn ngậm một búi rẻ, tức đến nỗi hai mắt sắp lồi ra ngoài, nhìn bộ dạng khốn kiếp đó chỉ muốn cắn Dương Lăng thành từng miếng nuốt xuống. Lúc bấy giờ Trương Mậu sờ vào eo của Trương Trung, quay sang giữ lấy yên ngựa. Mã thặc của y dù lợi hại nhưng lại chủ yếu là cướp của nhà giàu, rất ít khi xung đột với quan binh chính diện. Hôm nay vì cứu Trương Trung có thể nói là tổn thất rất lớn. Cái khác không nói, chỉ là những con tuấn mã bị bắn chết thôi khiến lòng y cũng đau đớn vạn phần. Đó là những chiến mã tốt được nuôi trộm dùng cho việc cướp bóc, không đăng ký với quan phủ. Mình ngựa không có dấu ấn, để nuôi được mấy chục con như vậy phải mất rất nhiều thời gian. Hiện tại Trương Trung đã được cứu vớt, y liền vội vã rời khỏi. Thế nhưng một tay bị móc vào yên ngựa, một chân bị nâng lên, không khống chế được ngựa, thân người y bỗng nhiên chấn động giống như có một luồng điện vừa chạy qua, nửa thân người bỗng không có chút sức lực nào cả. Đồng thời trong lúc đó, trong lòng ngực như có dao long nhảy lên, nắm tay lại đánh liên tiếp vào chỗ yếu trên người của y, động tác nhanh như gió vậy. Một Trương Trung tài nghệ, thương cảm, dũng mãnh và thiện chiến, y bỗng nhiên bị điểm trúng gân cốt, làm cho tê dại người đi, không còn chút sức lực nào. Huyệt đạo trên người bị trúng, bỗng nhiên toàn thân bị mềm nhũn ra, hai mắt trợn trừng lên, kinh ngạc mà khuỵu xuống. Người mặc trang phục phạm nhân đó không chút khách khí, túm lấy mã đao trong tay của y, giơ chân lên đá một cước. Cơ thể nặng 180 cân của Trương Mậu bay vèo đi, phịch một tiếng rơi xuống chiếc xe tù khác. Bổng phát nhân cười một tiếng dài, quát lên: "Trói hắn lại!" Nói xong liền nhảy lên lưng ngựa. Lúc này hai người đàn ông to khỏe bảo vệ Trương Mậu đang truy đuổi theo quân binh xung quanh, lực thế kinh biến đã thay đổi, không kịp viện trợ, toàn bộ quá trình chẳng qua chỉ là chuyện chém giết trong phút chốc. Sau khi họ tỉnh táo trở lại, chú ngựa lông đỏ kia đã bị đổi chủ. Người nhấc mã đao của Trương Mậu lên kia đang hung hăng xông về phía họ. "Đại ca!" Hai kỵ sĩ che mặt tức giận thét lên, bỏ rơi quân binh muốn tới cứu Trương Mậu. Bổng phát nhân thúc ngựa tới nghênh tiếp, đồng thời cùng với ngựa chiến của đối phương nhanh như chớp nhảy lên một cách hoàn mỹ. Tuấn mã yêu kiều như rồng, chỉ một trường điện quang hỏa thạch đánh một trường sâu tới 3 thước nước. Ánh đao màu bạc ngầm ánh lên như thực như hư, dường như còn dừng lại trong ánh mắt của mọi. Chỉ nghe đinh một tiếng, 3 thanh đao đâm vào nhau, lại chỉ có một tiếng kêu, ngựa từ từ lăn xuống đất, từ từ chạy lên phía trước mấy bước. Một tay thúc ngựa, ngựa liền quay lại, cơn gió thổi tới để lộ ra khuôn mặt anh Tuấn đang mỉm cười. Người này ngoài Ngũ Hán Siêu ra thì còn người nào nữa đây? Hai mắt đen láy chuyển động, nhìn về phía sườn phải của người che mặt kia. Dưới sườn máu chảy như suối, người kia liền lấy tay che sườn, lắc lư hai cái.
cây đao kêu lên đánh keng một tiếng, liền rơi xuống dưới. Ngoài ra, còn có một ánh mắt đang nhìn theo. Ngô An Siêu mỉm cười, cây trường đao giống như một đóa hoa, động tác phóng khoáng và tự nhiên. Ngũ hổ đoạn môn có thể luyện được tới cảnh giới này, rất tốt, rất tốt. Xin hỏi tôn tính đại danh các hạ. Trả lời y chính là một tiếng gầm lên và thúc ngựa lao nhanh về phía trước. Ngô Hán Siêu cũng dường như đồng thời thúc ngựa lên nghênh tiếp. Song mã tương giao, còn một cách một thân ngựa nữa. Hai chân của Ngô Hán Siêu thúc ngựa, người như quả bóng lao ra khỏi ngựa. Đối phương liền giơ cây đao trong tay lên, còn chưa hình thành đã hạ đao xuống rồi. Ngựa cũng vừa mới bay lên không, chờ khi ngựa hạ xuống, người và ngựa hợp nhất. Dựa vào lực eo, lực cánh tay và thế nhảy của ngựa, đó là một đao hoàn mỹ. Chính Ngô Hán Siêu cũng không thể nhẹ nhàng cướp lấy chiêu này được. Nhưng đao này mãi mãi cũng không thể thi triển được. Ngô Hán Siêu đã nhanh chóng xông lên tới phía sau ngựa của gã, hai chân thúc vào mông ngựa, giống như một con chim lớn bay lên không trung vậy, lập tức đầu lâu lăn xuống đất, máu đỏ tóe lên trời. Ngô Hán Siêu hạ xuống đất, lúc này chú ngựa đỏ cũng đã xông lên phía trước. Y xoay người nhảy lên chiến mã, giơ đao quát lớn: "Trói thủ phạm lại, lưu khách!" Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập truyện của ngày hôm nay của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Khánh Duy chúc quý vị nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở tập tiếp theo của bộ truyện trong các video sắp tới. Xin chào và hẹn gặp lại.